Nó còn cà lâm nữa. Đã nói nghe không rõ mà còn cà lâm nữa sao vậy nghe? Là nữa. Mẹ cũng đi kỳ ông. Nghe cái gì? Mẹ ai nuôi con kỳ ông. À, cũng xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay nhân dịp mùng 1 Tết đó, mùng 1 Tết đây năm 2021 thì Lê Thanh và Thảo cũng đang trên đường đi làm về. Hôm nay thời tiết se lạnh của mùa xuân năm mới thì có ghé qua chỗ anh Phương, thứ nhất là thăm anh Phương. Thì sau đó cũng có số tiền của Mạnh Thường Quân đã gửi cho anh Phương. Thì hôm nay Lê Thanh và Thảo dính thời gian ở đây để trao cho anh Phương. Mời cả nhà cùng theo dõi video của mình nha. Ta gặp gỡ anh Phương à. Chúc mừng năm mới nha. Dạ. Yeah. Chúc mừng năm mới bà con. Chúc mừng năm mới bà con. Hôm nay là thêm tuổi nữa đó. Dạ. Nữa rồi. Nay rồi cái điểm. Nay mặc áo thì giống áo thì... người Campuchia trời. Cái này cái mền. Mền à. Cái mền. Trời ơi, ai biết đâu đại xéo gì nè, tôi tưởng nó mấy người. Ủa má tóc luôn hay vậy? Hết hay là cạo? Cạo. Trời ơi, mát chưa nghe. Ai cạo cho anh không? Chị Hai với mẹ. Chị Hai với mẹ cạo hả? À? Làm sao bữa hổm hư cái điện thoại tôi đó bây giờ. Ai cũng mặc mày đi nè. Nè. Hư nè, đổi điện thoại mới luôn nè. Đâu? Mua trả góp người ta đó nè. Mua trả góp nè, nhớ không? Đủ. Đủ. Đó. Mua trả góp xuống nợ khúc như đó. đập với khư điện thoại tôi luôn. Bỏ già. Hả? Mỗi cái mấy bỏ già. Rẻ mà có mấy triệu à? Mấy hả? Mới luôn. Mua trả góp luôn. Rồi. Đã cái máy quay của tôi đã nghe không rõ rồi mà chưa có mua cái mic được rồi mà nghe không rõ mà không đập đâu. Cái trên trán em thấy sao mà dám không keo hoài mà tới giờ chưa lành hay sao? Dạ chưa. Ông quà hoài mở hình ra sao lạnh? Lấy không ăn em. Cái gì? Nó còn cà lâm nữa. Đã nói nghe không rõ mà còn cà lâm nữa sao vậy nghe? Là nữa. Vậy? Nhồi nữa. Cái gì? Nó bị ngứa. Ông nói chuyện nghe không rõ mà ông còn gà lâm nữa thì sao mà hiểu. Nói đừng gà lâm nha. Trời. Vậy ngứa rồi cái bắt đầu gãi hoài bởi hành ra cái nó bị chạy hoài đó hả, dán hoài hả? Dạ. Trời ơi. Rồi Thảo đăng cái clip anh mà đi tắm với lộ hàng luôn. Rồi xong luôn. Mày nói vậy á. Có lên coi không? Có lên coi không? Mẹ cũng đi kỳ ông. Cái gì? Mẹ ai nuôi con kỳ ông. Là ai chửi ông hả? Mẹ là ai nuôi con nuôi cằn nhằn rồi. Em nuôi cằn nhằn ông hả? À. Em nuôi là ai? Ai là em nuôi ông? Em nuôi ông là ai? Tên gì? Con gì? Ly. Ly hả? Tức là người đó nói tại sao quay ông quả thăng phải không? Ngó không? Lâu lâu... Chúng con giàu gì ghế này. Ở đâu? Con giàu. Chút nữa mới qua bánh. Đi làm bên đây ghé thăm anh Phương Tết nhất nè. Không cái clip vừa rồi vui à, tôi lúc mà làm nhắc tối mắc cười cũng chết luôn. Coi clip đó mắc cười, clip mà anh tắm á. Cái clip con ca vui đó. Ai coi cũng cười. Bữa nay anh Phương phát cái áo với đại ra xeo giống người dân tộc đây nha cả nhà. Giống người tu á nè. Đầu cũng mới hết luôn à. Nhân mua ở nhà cả. Mua với Đà Phật. Sao nữa còn cái gì nữa hay nữa ơi. Biết tiếng nước ngoài không? Không. Không biết tiếng nước ngoài nói vài câu. Vậy ngoài kỳ chợ nghe tiếng ngoài chào bà con sao nữa
Nói gì nữa? Anh là Phương nè bà con ơi. Em là Phương nè. Phương nè. Con cậu mẹ. Con cậu. Con cậu. Cậu bà con. Cầu chúc bà con, mày ra nữa. Năm mới rồi vào. Mới rồi vào. Rồi vào gì? Cắn gài, cắn hài, cắn ngon ngài. Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Khó cầu chúc này hay à, chúc này Tết chắc mình lì xì dữ à. Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Bữa nay lạnh lắm gì nè, cho tay của anh Phương là mang bồ chớ, bao tay này. Bao tay này là nước ngoài tặng nè, phải không? Nè bộ tay mới hổm nè. Dạ. Nè. Tay nhớ xài đồ nước ngoài anh ta. Cái tay dịnh như thế đó anh tập luôn đi. Tập mới hở điện thoại à, mua điện thoại trả góp khác luôn rồi. Mắc xuống liên lạc hết trơn luôn á. Vậy đây. Không xài cái tay đi kìa. Đã cái máy này đã nói chuyện nghe không có rõ rồi nè. Quay đi qua bảnh quay cái thằng nhỏ nữa không à. Có quay cho vợ có tiền nhiều không? Chút đỉnh, chút đỉnh. Thôi cho đỡ cho nó. Dạ. Có ăn cẩn không? Đứng bên này không có rồi. Ông gà ít có đăng rồi cho nên anh Thần Quân cũng ít. Cần gà hả? Này. Không, không có ăn ngày cỡ rồi. Gì? Ngồi giờ nói đây đi, nói đây đi. Con cần. Ghê dữ rồi. Bỏ đó hoàng bệnh thì chúng năm mới vui vẻ nè. Nói câu gì trời. Nhân gặp ông ơi. Nếu tôi điểm phạt không ơi. Điểm phạt ông ơi. Ông Thảo lúc nào cũng nghe ông em chứ. Điểm phạt ha, cái điểm phạt. Ngày lạnh lắm anh Phong. Dạ lạnh đó. Hai bữa nay lạnh rồi. Nãy vừa bước vô thấy kéo màn có hụ cho nằm mù hiu cho mà trước không ai nói chuyện gì. Hai em qua vui không? Gửi giờ tao buồn ngủ, tao không làm quay tiếng nữa. Mơ mày à? Ừ. Nó làm gì quậy gì cô? Đó, nó làm một nó nữa đó, chảy máu nữa. Đâu, có chán không à? Ừ. Sao có chán này, con thấy hình như đâu tháng mấy hai tháng rồi sao mà. Làm hoài. Có sức thuốc không? Không, không sức. Mấy thuốc sức cho nó mau lạnh. Sợ, sức mẹ nó phải đâu. Nó cũng vậy hả? Sáng thì khô rồi đó. Những răng ngoài rồi. Trời. Đừng ngồi gãy răng nữa. Đừng gỡ, đừng gỡ. Thôi. Gỡ đi không có sao đâu. Gỡ vô khô. Không sao rồi, làm nào đó đẩy gì ra ở khô đi. Đừng dán nữa. Trời ơi, cái miếng dán dán mà cô mới lột ra cái ghê của. Còn có rẹt. Nó đâu có ra gì đâu. Đau không? Đẩy nữa. Đẩy nữa. Trời ơi. Hồi nào quay anh Phương tắm nữa. Không à. Mỗi lần quay nhau mấy ngoài nó cười bữa đó. Cười thôi vui mà đúng không? Mắc nó cười. Làm thân dữ nha. Vui mà lúc đó tôi coi mắc cười gì rồi. Sao thường cái máy tôi đó nghe tôi bữa nào tôi thường bữa đó. Mẹ ơi cười ai nha. Ba chiếc lại hả? Thật đó. Rồi thì năm mới thì chúc cho anh Phương cũng như cô thì dồi dào sức khỏe ha. Gia đình hạnh phúc phát tài nha. Dạ. Con còn. Còn Phương sao? Còn Phương sao hả? Con ăn vậy. Chúc Phương khỏe mạnh được giúp được nhiều người nữa nha. Có ăn nha. Có ăn con mẹ. Còn chúc Phương. Giúp đỡ ra cho. Cũng dồi dào nha. Cũng được dồi dào nha. Có ăn chúc em nhà dài dài kia kia. Anh chúc em nhà dài sức khỏe. Quay đi nhìn nhiều chút. Quay anh nhiều nhiều nữa ha. Quay người ta hả? Quay này kia, tức là mình đi quay chỗ này chỗ kia nhiều nữa.
Rồi gì nữa? Nữa nói luôn đây, sẵn nay Tết nè, Tết Tây đó. Nay Tết Tây à? Sao là tới Tết rồi còn đâu nữa? Nhiều người ngon hoài. Nhiều người ngon hoài vậy. Ở đây nó nói chuyện cũng cái lượng cũng nặng, nó cà lâm cánh, cà lâm còn nó nói chuyện rõ. Bà con ơi, người con ơi, trời biết bao lâu rồi câu bà con ơi. Rồi sao đã bà con, con mà con muốn kêu giọng đấy. Bà con thương con sao? Bà con thương con gì? Bà con mà con muốn con cái mùng giỏng này. Cái mùng giỏng hả? Con mua con cái mùng giỏng hả? À, cái mùng nữa mình lấy tiền này mua chút nữa có cho tiền nè. Nghe dễ dài à? Nó vào bịch với leo luôn rồi à? Nực lắm đó nghe, nực nha. Không có gì á, không có được đâu. Mùng giỏng anh vệ sinh này nó khó lắm mà. Mùng này là mà cái giỏng này là vừa rẻ mà vừa tiện nè. Đúng không? Mỗi lần anh đi tiểu cái là nó lọt dữ luôn. Mùng giỏng anh tiểu đâu có lọt chứ, đúng không? Thì đó nó ham, hai thằng ham cái mùng dù đó. Thằng đái không có tiền luôn. Đúng không? Còn này đái cái nó đái cái gõ nè. Trời lạnh nè quá. Cái thì đó tôi cũng mua cái giỏng mà con cũng mua mùng giỏng đó. Tiểu cái nó dính vô, nó đâu lọt đâu nè. Cái giỏng này cũng tốt lắm á. Thôi nằm giỏng này đi. Rồi giỏng này là kia, mày ông giặt mệt luôn á. Hôm quay thằng Đạt hôm coi nè, cái tôi bỏ tôi nói nó nội mà đi vô đi nội để coi thấy thở rồi. À nè, lúc trước có lúc còn sống nha. Nó nói chuyện với thằng gì? Như là cái kỷ niệm đó mà, giống như cái này cũng là kỷ niệm nè. Tức là tối bắt lại cái clip cũ hồi lúc anh Phong quay đó ha. Lúc anh Đạt còn sống ha. Cho ăn cháo này, tụi nó nói chuyện cho tiền rồi nó cảm ơn này, tụi nó nói tôi khóc. Tụi nó kêu thôi mẹ bà đi sao đi. Để tôi coi tôi nhớ em. Kiếm gì? Cái đó như cái kỷ niệm. Trời anh Phương kiếm gì ạ? Kiếm gì đó? Phong? Kiếm gì? Cười hỏi là kiếm gì cười kiếm gì à, kiếm gì là cháu gì kiếm gì kiếm mà tấu họ làm gì trời kiếm cái gì kiếm gì kiếm cái gì kiếm là cháu kiếm cái gì kiếm gì biết đâu nó chơi là cũng thư bỏ đây nè. Trời lớn rồi đâu chơi đồ chơi nữa, lớn rồi. Ông nó kêu thư nó chơi với nó chứ dễ vậy. Chơi này đi trên đầu nậu đấy chứ này. Chơi chơi nữa. Với mẹ nó chơi này. Chơi cá là ô. Kiếm nước uống hay vậy? Uống hả? Ừ, uống rồi. Uống nước đây. Trà đường hay là mua hồi sáng vậy? Mong cụ không mong chị nhé. Cái mà cậu kỹ đi. Chứ mà tẩu làm gì? Cái này kêu nước uống rồi, nó kêu mà tẩu. Nước uống gì kêu mà tẩu làm gì? Uống trà đường nè. Nước cốt hết rồi, rồi giờ nước giảo từ sáng giờ nè. Lạnh không uống nè. Sáng lâu gần 8 giờ mấy, 9 giờ tôi mới đem lên giỏng. Mới đem con lên giỏng đi. Rồi đó, no đó. Rồi sẵn đây thì em sẽ gửi tiền giùm cho một người anh Nguyễn Tấn Thảo, gửi cho 2 triệu. Và một người ẩn danh thì gửi cho anh Phương 500 là 2 triệu rưỡi nha. Cái này là lì xì cho anh Phương ha. Như Tết đi. Rồi, đây 4 8 này 5 tấm cả nhà, 2 triệu. Ở đây 500 đó, 2 triệu gửi cô Nguyễn Tấn Thảo gửi 2 triệu và một người ẩn danh ở Sóc Trăng gửi cho 500. Chẳng cậu à? Lì xì năm mới đó, anh Phương nha. Rồi bên cạnh đó cũng có khán giả của Lê Thanh, đó là cô Hoa ở bên Mỹ đó, thì nhờ Lê Thanh gửi cho anh Phương 2 triệu. Nhân dịp đầu năm mới Tết Tây đó, Lê Thanh với Thảo dính thời gian đến đây để hỏi thăm sức khỏe anh, sau đó gửi cho anh 2 triệu là tiền của cô Hoa nha. Đó, kênh của Thảo thì đã gửi 2 triệu rưỡi rồi, thì kênh của Lê Thanh cũng có 2 triệu để gửi cho anh Phương. Đây.
Đó, ăn Tết đó nha. Ăn Tết huy hoàng rồi. Tết huy hoàng đúng rồi. Có con rượu không đó ông? Con rượu không quậy nha. Sao chúc câu Tết đặng mình khép lại video coi. Dạ, dạ con cúc căn nhà nhà mới căn nhà cái hạt căn quân hà căn tài căn lộc cũng bình an rồi. Nói như là cũng đủ cái tấm lòng của anh Phương nói rồi đó quý vị cũng. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta được xem một đoạn video thì đầu năm mới Lê Thanh và Thảo đến gặp anh Phương đó. Thì có số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho nên em đến đây để gửi cho anh Phương. Chúc cho anh Phương năm mới vui vẻ nha. Đặc biệt là chúc cho khán giả đó là cô Hoa được lúc nào cũng được may mắn và thành công, khỏe mạnh trên bước đường sự nghiệp của mình. Lê Thanh xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn các bạn vào một video tiếp theo về anh Phương nha. Xin chào ạ.